Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đến với bản tin xe về cuối ngày của Carpla Hà Nội. Vâng, ngày hôm nay thì bên em về 3 mẫu xe cũng rất là hot, bao gồm những mẫu xe bán tải, những mẫu xe SUV 7 chỗ hoặc những mẫu sedan 5 chỗ. Vâng, chiếc xe đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị đó chính là Ford Ranger bản Wildtrak biturbo dẫn động 2 cầu, được sản xuất năm 2023, đúng rồi, 2023, màu đỏ đô, nội thất đen rất là đẹp. Và chiếc xe này cũng lăn bánh khá là ít, chỉ có 14.000 cây thôi anh chị ạ, tức là 1.400 km nhá. Xe gần như là từ nội thất đến ngoại thất nó còn rất là mới, đặc biệt là dàn lốp theo xe rất là dày dặn. Nội thất thì vẫn còn mùi thơm, mùi mới anh chị nhé. Và một vài chi tiết ở bên trong nội thất cũng chưa bóc ni lông ra. Chủ xe cũng đã dán phim cách nhiệt lên cam hành trình C6 cho anh chị rồi. Mẫu xe này bên em đang chào bán là 880 triệu đồng. Giá thì còn thương lượng khi anh chị qua bên em xem xe trực tiếp. Mẫu xe thứ hai cũng đến từ thương hiệu Ford và đây là mẫu xe SUV 7 chỗ gầm cao Ford Everest phiên bản Sport, được sản xuất năm 2023, màu đen, nội thất đen, xe tên tư nhân, biển Hà Nội, chạy 39.000 km. Mẫu xe này bên em đang chào bán là 1.115 tỷ anh chị nhé. Mẫu xe cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, được sản xuất năm 2023, đã lăn bánh được 34.000 km, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, tháng 1 năm 2024, đến từ quê hương Hà Nam, xe chạy gia đình, không kinh doanh vận tải anh chị nhé. Giá bán của chiếc xe này của bên em là 490 triệu đồng. Vâng, thưa anh chị, trên đây là 3 mẫu xe cập bến về Carpla Hà Nội ngày hôm nay, ngày 18 tháng 7. Anh chị quan tâm đến một trong 3 mẫu xe thì xin mời anh chị hãy đến Carpla Hà Nội, số 7, số 9 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên. Hoặc anh chị có thể liên hệ với em Khải để được hỗ trợ trực tiếp. Em Khải xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong chương trình báo giá xe về cuối ngày lần sau ạ.